game today. Hello, chào anh em. Thì hôm nay mình xin làm một cái clip rất là ngắn. Một cái clip tổng hợp rất ngắn để dành cho các anh em mới làm quen với cả kênh của mình, kênh Game Today, cũng như là các anh em mới làm quen với bộ môn Auto Chess, muốn tìm hiểu về cái bộ môn Auto Chess này một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất cho các bạn. Thì dạo gần đây thì có rất nhiều anh em có bảo mình gửi tin nhắn rồi cũng như là comment có yêu cầu là làm một vài cái bộ này bộ kia, rồi yêu cầu là hướng dẫn cài đặt, rồi hướng dẫn về vân vân và mây mây, nói chung là rất là nhiều. Và những cái đó ấy, mà các bạn yêu cầu mình hoặc là các bạn comment thì mình đều đã có những cái video clip, có những cái video hướng dẫn rồi. Tuy nhiên là các bạn chưa biết cách để các bạn có thể xem được cái hệ thống ở trên cái kênh của mình. Cái hệ thống hướng dẫn nó rất là đơn giản, nhưng mà các bạn không biết cái cách xem ấy. Thì hôm nay mình xin làm cái clip này, cái clip rất là ngắn, để hướng dẫn cho các bạn, cũng như là có thể là review cho các bạn cái kênh của mình, để các bạn có thể tiếp cận cái bộ môn này một cách nhanh nhất các bạn nhé. Thì trước tiên là các bạn vào cái kênh của mình ấy, sau đó các bạn vào cái danh sách phát. Ở đây thì mình xin giới thiệu cho các anh em, đó là nó sẽ có hai cái danh sách phát mà các bạn cần phải tìm. Một, nó là cái danh sách Road to Queen Serial. Thì cái danh sách này, nó là cái danh sách mà mình tạo ra từ những cái video clip leo rank, đánh rank từ những cái rank thấp lên tới rank Queen. Và một cái danh sách quan trọng hơn, đấy là chính là cái danh sách Auto Chess Mobile. Thì khi anh em mới chơi, anh em xem hai cái danh sách này theo mình là đủ. Anh em sẽ xem từ những cái clip đầu tiên đến những cái clip sau, thì các anh em sẽ hiểu được những cái bài hướng dẫn của mình xuyên suốt, có theo trình tự, và cũng như là mình đều biên tập lại và soạn như một cái giáo án để anh em có thể dễ tiếp cận được nhất. Từ những cái người mới chơi đến những cái người mà đã chơi gọi là lâu năm và đã pro rồi thì cũng đều có thể là xem được. Ở đây mình sẽ vào cái danh sách phát Auto Chess Mobile. Anh em sẽ thấy là ở đây có những cái bài từ đầu tiên, đó là những cái bài về hướng dẫn cài đặt, có những cái bài hướng dẫn về cài đặt trên máy tính để có thể chơi giả lập, cũng như là giới thiệu các cái hero ở trong cái trò chơi này. Để anh em có thể tiếp cận được và cũng như là hiểu được những cái con mà mình gọi tên, mà tại sao nó lại không phải là những cái con mà anh em biết. Những cái tên mà mình gọi thì chủ yếu là mình đã giới thiệu ở cái tập 2 của cái series hướng dẫn này. Các cái bài đầu tiên cho mọi người ở đây mình cũng đều là những cái hướng dẫn từ những cái rank thấp thôi, sau đó dần dần lên cao thì các bạn sẽ hiểu được. Ở đây các cái bài nó đều có liên quan, ví dụ như là những cái bài đầu tiên giới thiệu về những cái con ở hệ Goblin thì rất là dễ chơi cho những cái người mới chơi làm quen. Sau đó dần dần vẫn là Goblin, nhưng mà sau đó thì có lưng cao hơn. Rồi dần dần về càng về sau càng giới thiệu những cái bộ, mở ra những cái bộ mà chơi nó khó hơn một chút, có xen lẫn cả những cái bài lưng cao. Đó, thì anh em cứ theo cái hệ thống này của mình, xem từ cái video đầu tiên đến cái video cuối cùng, thì mình đảm bảo với các bạn là các bạn từ một cái con số 0 chưa biết cái gì cả, thì khi các bạn xem hết tất cả những cái video clip ở trong cái danh sách này, có thể kết hợp với cả ở trong cái danh sách leo rank của mình, thì mình đảm bảo với các bạn là chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng, chắc chắn là ở cái season sau các bạn có thể lên được Queen các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào cái video clip tiếp theo của mình. Bye bye. Game today.